Buôn đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình có 19 đơn trau dồi rừng buôn đôn nhé. Mong mọi người ủng hộ. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh nhé. Mình đi vào đơn đầu tiên. Đơn đầu tiên là đơn số 1. Đơn số 1 là 480k. 480k cho 3 cây mít nha cả nhà nhé. Mình bán cho một đơn luôn. 3 cây mít 480k một cây này, rất là đẹp nha cả nhà. Một cây thứ hai này, cây thứ ba này, đây bị sâu ăn này. Ba cây này, ba cây mít này, cây mít xếp nha cả nhà. 480k bán cho cây đơn số 1 480k. Đơn số 2. Đơn số 2 là 250k cho 4 cây lá cứng chị thì lá cứng 1 này. 2 3 4. 4 cây này 250k cho đơn số 2. Đơn số 3. Đơn số 3 là 280k, đơn số 3. Có 1 cây này. 2 3 có cây đã có nụ nha rồi nhé. 3 cây số 3 này, cây số 4 này, đây là đang là nụ này. 4 cây này, 280k cho đơn số 3. Đơn số 4. Đơn số 4. Đơn số 4 là 3 cây 300k. 1 này, cây gần mít nha cả nhà. 2 3 3 cây này 300k. Cho đơn số 4. Đơn số 5. Đơn số 5 300k này. Đơn số 5 300k. Có 1 cây này, cây to nha cả nhà nha. Đây này. Lại nó bị dập lá đây nè. Cái thứ nhất này, lá xếp nha cả nhà nha. Lá xếp lá chân còn. Cái thứ nhất. Cây thứ hai gần lá mít này. Cây thứ hai, cây thứ ba này, ba cây này 300k cho đơn số 5. Đơn số 6. Đơn số 6 cũng trâu rời. Đơn số 6 250k cho 3 cây. Nó chỉ thiên này, 1 này. 2 3 cây. Đang nụ nha cả nhà. 3 cây này 250k cho 3 cây lá chỉ thiên. Đơn số 6. Đơn số 7. Đơn số 7 250k. Đơn số 7 có 1 cây này. 2
3, đây là cái rất to nha cả nhà. 250k cho đơn số 7. Đơn số 8. 250k đơn số 8. Một cây này. Hai này. Ba. Bốn. 250k cho 4 cây. Đơn số 8 253. Đơn số 9. Cái đơn số 9 220k cho 1 này. 1 cây này. 2. Đây hàng họ đi ngủ nha. 3. 4. 4. 4. 220k cho đơn số 9. Đơn số 10 là một trâu gần mít nha cả nhá. Một cây này. Cái thứ hai này. Đơn này là 170k cho cặp trâu. Đơn số 10. 170k. Đơn số 11 là nguyên bản, là nguyên bản nhạn nhất nhé, hoàng nhạn tháng 4, nguyên bản hoàng nhạn tháng 4, 220k đơn 11. Khúc này có 2 cây này, 1, 2, thứ 2 này. Ba này có 2 cây này, 4 khúc này, đây có 3 cây, 5 6 7 8 khúc, 8 khúc nhạn nguyên bản 220k nhé. 220k cho 8 khúc nhạn. Hoàng nhạn tháng 4 chuẩn buôn đôn nhé. 220k. Đơn số 13. À, đơn số 11, 12. Đơn 12 là trong trong nguyên bản nhé cả nhà. Nguyên bản. 220k luôn, nguyên bản. Một khúc này. 2 này. 3 này. Hàng giống hàng nhỡ nha. 4 này. 5. 6. 7. 7 cây nguyên bản này. Có giá là 220k. Đơn số 12, 220k trâu nguyên bản hàng giống hàng nhỡ. Đơn 13. Đơn 13 là một khúc quế tím to như vậy. Một khúc quế tím to. Đơn 13 150k là cùng một khúc rồi có 2 cây này. 1 2 3 cặp lá. 1 2 3 4 5 cặp lá. Cây rất to như vậy nha, một cặp này. Một cặp này là 150k cho đơn số 13, quế tím to nhé. Đơn số 14 là combo. Combo trâu rời
Nhất điểm hồng, quế tím nhỏ với lại kiếm lùn nữa cả nhá. Đây, ba khóm, bốn khóm kiếm lùn này, bốn khóm quyến lùn với lại hai khúc nhất điểm hồng, hai khúc nhất điểm hồng, hai khúc nhất điểm hồng này. Mấy hai cây trâu rồi, hai cây trâu rồi. Với mấy cây quế tím mình không đếm nha cả nhá. Rất nhiều quế tím nhỏ. Quế tím nhỏ. Đơn này 200k. Đơn này là đơn số 14. 200k combo quế tím nguyên bản. Trâu trời kiếm kiếm lùn với lại nhất điểm hồng nhé, 200k. Đơn số 14. Đơn số 14 là đơn trong thanh lý nhé. Đơn trong thanh lý. Đơn số 15. Đơn số 15. Đơn số 15. Đơn số 15. 200k. Có một cây này. 2. 3. 4. 5. 5 cây này 200k cho đơn số 15. Đơn số 16. Đơn thanh lý luôn. Đơn số 16 200k đơn thanh lý, trong thanh lý. 1 cây. 2 3 4 5. 5 cây này 200k. 200k cho đơn số 16. Đơn số 17. Đơn 17 200k luôn, đơn 17 200k. Đơn 17 200k, 1 cây này. 2 3 4 5, 5 cây. 200k đơn số 17. Đơn số 18. Đơn số 18 cũng 200k. Đơn 18 200k. 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5 cây. 200k cho 5 cây. Đơn số 18. Đơn số 19. 200k luôn. Đơn số 19 200k. 1 2 3 4 5 5 cây 200k. Và mình hôm nay có 19 đơn, ai chốt đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0332155318, mình tên là An nhé. Chúc cả nhà một ngày đầu tuần vui vẻ. Tạm biệt cả nhà nhé.